Trời ơi, cái gì vậy? Rồi, hư xương rồi, hư mũi rồi. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn, mọi người cùng xem là trục vớt một chiếc vỏ lãi cào sò bị chìm ha. Thì đây là đội trục vớt của anh Văn La Nguyễn nha. Thì cái chiếc cào sò này là chìm hồi đêm hôm, đây là ngay cống Dàm Gầy. Nguyên nhân chìm là nghe nói là bầy đậu bị nước ròng rồi nó cắn lên trên cái thành miệng cống rồi đầu nó chìm luôn. Chiếc này thì cũng tương đối nhỏ thôi. Thì bên đội thợ lặn của anh Lợi là sẽ đưa phao xuống lòn ngăn thông rồi cho nó nổi nguyên chiếc luôn ha. Nói đội thợ lặn của anh Lợi cho nó sang chứ ảnh là bên ủ đóng tạo nha các bạn. Rồi sẵn ở đây ảnh lại hỗ trợ mấy anh em ở đây luôn chứ ảnh cũng không có chuyên về bên trục vớt đâu. Đó, đưa hai cái phao thủy, hai cái phao này là cũng rất là bự. Đây là một trái, đây hai cái. Chút nữa ảnh sẽ lại đem chiếc tàu kéo gùa quyền thoại lại để lôi đi luôn này. Bây giờ thì ảnh sẽ lòn hai trái phao hai bên nha. Rồi bắt đầu bơm. Tại vì khi mà trục vớt một chiếc ghe như thế này, nhỏ nhỏ thế này thì dùng hai trái phao là cách nhanh nhất. Chứ dùng bá lan đồ kéo lâu lắm. Đó, đưa hai cái này bơm phịch phát một là nổi liền. Tiền trục vớt thì chắc có lẽ là miễn phí ha. Tại vì thế này là ảnh hỗ trợ dùng dòng bà dòng họ bà con thôi chứ cũng không phải ảnh không có chuyên về bên trục vớt này đâu. Tại có đồ nhà làm luôn. Bây giờ thì thằng em đã đi xuống dưới chuẩn bị buộc mấy cái phao bên dưới nha các bạn. Thì đây là cái đích nè, còn lú cái cẩu chữ A vô nè. Đấy, còn lú cẩu chữ A lên thôi, còn cái mũi thì nó nằm ở phía trước. Đó, lú lên rồi nè. Buộc xong hết trơn, bắt đầu ở trên này mấy thọt ống xuống bơm. Hai trái phao này nói chung cũng rất là bự. Đó, buộc một mối rồi đó. Cọng dây này là dây bô thái nè, cọng dây cỡ cùm tay rồi. Để buộc cho nó chắc mới được. Tại vì khi mà mình buộc không chắc á, là khi cái khí nén bơm vô nó dây mà yếu là nó có thể là nó bắn phao lên luôn, nó đứt á. Cho nên là mấy anh em phải buộc cho nó kỹ. Chỉ cần hai trái thôi ha. Các bạn mọi người cùng xem nha, có lẽ là video hơi dài xíu. Bây giờ thì mấy anh đã buộc phao sắp xong rồi các bạn. Chuẩn bị bơm ha. Ở trên thì người dân kéo lại xem cũng rất là đông. Hai bên luôn nè. Đó. Đây nữa nè. Đây, còn đây là ngay cái miệng cống ha. Mực nước hiện tại trên lệch là ở trên sông dưới ngoài biển là đâu đó khoảng chừng 5 tấc đến 1 mét. Đã lòn được một trái phao xuống rồi, trái phao thứ hai tiếp tục. Bây giờ thì bên kia anh đã đề ba máy bơm phao lên nha các bạn. Nó bắn cái phao lên rồi kìa. Để coi nó bật lên như thế nào nha. Cái máy đó, cái lực bơm nó nhanh ghê lắm, chừng 5 phút là bắt đầu thấy nó lên phao liền. Giờ anh bơm cái trái thứ hai lên nha các bạn, trái kia thì bơm đưa hai cái nấm lên rồi đó. Tại cái trái này anh buộc ngang cái eo của cái này nè, anh chịu vô cái ghe rồi. Máy kia chạy cái lực hơi nén bơm rất là nhanh nha.
là phao chiên để trục vớt. Từ 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 ha, chứ không có bơm một phát một là nó lên cho đều. Giờ chuyển cái dồi qua, chuyển cái ống hơi qua bên kia, bơm bên kia. Đây khán giả coi này. Bơm luôn anh ơi, cá nó chạy kìa. Quá nhìn như là trái ngư lâu vậy các bạn. Ồ, dữ dằn lên liền không. Đẩy cái mùi à. Chiếc này cũng bự bự à nghe, không có nhỏ đâu nha các bạn. Chỉ cần một trái phao bên đó thôi là nó nổi rồi. Nè, dãy cái mùi luôn. Ngồi cái mũi này. Mấy ảnh bây giờ ảnh gỡ cái trái phao ở chỗ này ra các bạn. Lọn cái đít cho cái phao đó, nguyên cái phao vô cái trong cái mũi bên trong ha. Đó, giờ đang lọn vô. Trái phao này giờ căng lên hết rồi mà nó không lên. Này giờ ba anh, bốn anh phía trước đang lôi cái phao cho lọn vô mũi để bơm khác lại cho nó phịch lên luôn á. Phao này bự quá cho nên lọn vô cũng không nổi luôn. Nhìn như là cái xúc xích siêu to siêu khổng lồ vậy. Nãy giờ thì ảnh đã lòn cái phao bên trong xong rồi nha các bạn. Bây giờ thì tiếp tục là bơm lên ha. Nếu mà mọi thứ êm xuôi là nó lên nguyên chiếc luôn á. Để cùng xem coi nó như thế nào đây. Giờ thì cái chiếc ghe, cái bè ghe nó cắn vô cái miệng cống phía bên kia. Nổi mũi rồi đó. Kìa, mũi nổi rồi nè. Kìa, nổi mũi rồi kìa. Rồi, nó phịch lên nè. Cắn cái mùi phía trước. Giờ chạy đâu vậy? Mũi rồi.
là nó chưa hết phao nha, phải hết phao là nó nổ nguyên con á. Hai cái bạn cầu sòi vẫn còn. Bẻ cái sàn khô này băng tại này nó kẹt vô cống các bạn. Đó ngay ghe lại đó, ngay ghe lại đó, trả lại đó, trả lại bơm luôn đi. Đó trả lại đó. Rồi vòng luôn hả? Rồi bây giờ thì sẽ tới tiết mục là lôi kéo rồi các bạn. Rồi nó nghe ghiệu ghiệu chóng rồi. Giờ nó hỏng lên rồi, giờ là lôi rồi đắng mới ra làm tiếp thôi. Này phải có chiếc tàu kéo, cái tàu kéo đề máy không cháy, phải đề máy cháy là lôi đi là im rồi. Cái này cũng bự đó nha. Wow, cái phao nó chổi lên nó vô cái sàn khô ở trên, nó nghe rượu rượu các bạn. Giờ mượn chiếc ghe nào vòng đi mới được. Chắc chịu bỏ vô vòng thân lên trong cái mùi á, mùi lớn không? Cái phao còn mềm lắm á, lên chút nữa được á. Giờ tiếp tục là anh bơm lên chút xíu nữa. Vòng đi các bạn. Rồi bây giờ thì chiếc đó lại cầm đằng nào lôi đi nha. Trời ơi, cái gì vậy? Rồi, hư xương rồi, hư mui rồi. Hư dằn mui rồi, ghê quá. Rồi, lôi đi. Rồi, nó khọt lên nữa rồi kìa. Xé kèo. Trời ơi, cộng dây nhỏ xíu vậy. Chưa
chưa lại ơi, chưa có ai lại chút lại ơi. Lần vô trong luôn, tới đi ơi, sang ơi, rồi hồi mình lần lại. Để nó trúng đó. Kéo cái mũi đi trước nha các bạn. Đấy, kéo cái đít đi trước là sóc lưỡi ký không được. Kêu lặn có sóc lưỡi ký chứ không nghe ai tao nói. Cắn cái mũi lại đi. Thì bây giờ thì cái anh tính tới là cái biện pháp là lôi cái mũi nha các bạn. Giờ sẽ đó lên dịch cái mũi đi. Quay đầu đi trước mới được. Bây giờ hiện ảnh vòng đi nha. Dây con dây quá nhỏ rồi, không biết sao đây. Qua được cái đốt đó cái là gạch đi. Chạy đẳng lên lên này. Lên này. Này hư hết trơn rồi. Nó ngay vị trí rồi bắt đầu thôi đi nè. Anh dài cái keo bả trả cho ta luôn. Rồi đi rồi đó. Dính lực ký hay sao mà đi không được rồi. Chắc đưa mấy ảnh đưa cho đó ra đít tặng năng đít lên nữa quá. Bây giờ thì mấy anh tính luồn cái phao phía sau ha, đặng tiếp tục là nâng lên. Không biết như thế nào đây, các bạn người cùng xem nha. Còn đây là cái góc hình khá là lạ đây. Thường ngày tàu kéo đi vòng người ta, hôm nay thì tàu kéo bị người ta vòng lại này. Đó, chút nữa thì sẽ dọc chiếc ghe chìm này nha. Dưới thì ảnh đang bơm phao lên cho nó cao lên chút xíu nữa.
cho nó hỏng lên chút ha. Giờ nó còn vướng lơ ký các bạn, cho nên là không có dầm đi được. Lên rồi đó, ổng lên cao rồi đó. Rồi. Rồi có lẽ cái video này mình quay nói chung là nó cũng hơi dài các bạn. Các bạn mọi người nhớ đón xem phần video tiếp theo ha. Thì tàu kéo sẽ nhóng đít lên, với lại là sẽ lâu đi. Thì video dài quá cho nên có thể là nhiều khi là mấy anh em xem nó hơi khó chịu xíu. Cho nên là mình sẽ chia ra hai phần ha. Phần 1 mình kết thúc ở đây. Rồi video mình xin chấm dứt tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn vào video tiếp theo.